Niên vụ 2022, tổng sản lượng xoài của Sơn La đạt khoảng 75.000 tấn, đứng thứ hai cả nước. Không chỉ nhiều về sản lượng và diện tích, mà chất lượng xoài nói riêng và nông sản nói chung của Sơn La đang ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, với sản lượng lớn như vậy, việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm cần phải đặc biệt coi trọng. Tiếp nối thành công các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản Sơn La đã tổ chức, tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La 2022 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp trưng bày các nhóm sản phẩm hoa quả tươi, rau củ quả, thực phẩm chế biến đã thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan mua sắm. Đối với quả xoài, hầu hết diện tích đã và đang được chăm sóc, thu hoạch theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp và theo hướng hữu cơ. Hiện toàn tỉnh đã có 99 vùng trồng với diện tích 1.400 hectare xoài được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Úc, New Zealand. Theo ban tổ chức, với việc thành công trong hoạt động tiêu thụ xoài sẽ tạo điều kiện, kinh nghiệm để các cơ quan chức năng đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc sản như nhãn chín muộn, bơ và các loại rau, củ theo mùa của Sơn La.